Xin chào các bạn, Hà Ly đã quay trở lại để tiếp tục gửi tới các bạn một món ngon nữa từ thịt gà. Cũng bởi lý do là cây sả Ly trồng lên tốt quá nên nảy ra ý tưởng làm món gà cuốn lá sả ăn chơi. Để làm món này, chúng mình nên chọn những cái lá sả dài và tươi thì lúc cuốn sẽ dễ dàng và đẹp hơn. Dù là trồng trong vườn là sạch nhưng mà cũng không quên là phải rửa đi các bạn nhé. Đầu tiên, cái phần sả này thì Ly sẽ thái ra và băm nhuyễn. Mục đích là để sử dụng cho việc ướp thịt. Thịt gà, các bạn mua về tự lọc xương hoặc là nhờ người bán lọc luôn cho cũng được. Ly sẽ thái thịt thành những cái miếng dày cỡ hai ngón tay. Không nên thái thịt gà mỏng quá bởi vì khi mà mình chế biến lên thì thịt gà nó sẽ dễ là bị khô. Tiếp đến là Ly tiến hành ướp hạt tiêu này, bột canh, sả băm và thịt gà. Rồi bóp đều cho nó ngấm và mình sẽ ướp thịt trong khoảng 20 phút. Sau đó mình sẽ trộn với cả dầu ô liu. Mục đích của việc trộn dầu là để cho phần thịt nạc của gà ấy, nó không bị khô và thịt được mọng béo. Thịt ướp xong thì mình bắt đầu dùng lá sả để cuốn quanh miếng thịt. Mỗi cái lá này tương ứng với một miếng thịt và nếu như mà lá ngắn quá thì mình sẽ cuốn hai lá để cho miếng thịt được đẹp và thơm đều các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ nướng thịt gà trong nồi chiên không dầu. Nếu như nhà nào các bạn không có nồi chiên không dầu ấy, thì các bạn có thể đem rán hoặc là áp chảo để cho thịt sau khi cuốn nó được xém và róc mỡ. Mình sẽ lót vào trong nồi chiên một cái tờ giấy nến, cái giấy mà hay dùng để nướng bánh ấy các bạn. Và đem nướng thịt gà ở 200 độ C trong 30 phút là thịt gà chín. Các bạn thấy không, rất là nhàn. Bây giờ mình chỉ việc gấp thịt gà ra thôi. Chúc các bạn ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.